Chiếc xe mà em giới thiệu cho các bác ngày hôm nay sẽ là một con Hyundai Getz nhá. Một con Hyundai Getz sản xuất năm 2010 phiên bản nhập Hàn. Đấy, em ra đến từ Hàn Quốc này các bác này. Và như các bác có thể thấy là con xe này nó sẽ trang bị một cái nước sơn màu xanh. Và thực sự là nhìn nó cũng rất là mát mắt, đẹp các bác nhá, màu xanh. Đấy, màu xanh ngọc. Thực ra cái màu này gọi là màu xanh ngọc. Biển số 34 đến từ Hải Dương. Đấy, nhưng mà lại là phiên bản nhập Hàn. Đời 2010 và con xe này thì nó trang bị cái bộ động cơ nó chỉ có 1.1 thôi, phiên bản số sàn. Đấy, với mức giá chào bán hiện tại hơn 100 triệu thôi là các bác cũng dinh được xe về rồi. Đấy, con xe này thì thực sự là nó cũng rất là nổi tiếng. Đấy, với người tiêu dùng Việt Nam rồi. Đấy, rất là nhiều bác yêu quý những dòng xe nhỏ gọn này. Đấy, tiết kiệm và rất là bền. Coi nhá. Đấy, thì các bác hay lựa chọn và rất là hay hỏi mẫu xe này. Giá thành thì chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút thôi, nhích hơn một chút thôi các bác dinh được xe về rồi. Đấy, xe còn rất là cứng này, sàn bệ thì sáng choang rồi. Tất cả những cái chi tiết bên trong phần nội thất thì còn mới này, còn mới và rất là tươi. Táp lô, táp ly xe đều sần nguyên. Đấy, kèo cột chắc chắn, gầm bệ không mục mọt. Và máy móc thì cũng cam kết với cái máy là các bác là con máy của con xe này nó đại chất luôn nhá. Đấy, nó đại chất luôn, đi rất là đầm và rất là êm. Động cơ 1.1 thì nó tiêu hao mức nhiên liệu nó chỉ khoảng hơn 5 lít một chút thôi. Và nhá, hơn 5 lít một chút thôi là các bác có thể là không bao giờ phải quan tâm đến cái độ ăn uống của xe, cũng như là lo lắng xem là con xe này nó có tiêu thụ nhiều nhiên liệu không. Rất là rẻ các bác nhá. Đấy, xe nhỏ gọn tiện lợi này, cộng thêm với một cái ưu điểm nữa, đấy chính là cái phần sơn si của xe. Đây, còn rất là đẹp nha các bác nhá. Còn rất là đẹp nguyên này. Đấy, đằng sau thì cụm đèn hậu của đây, tất cả đều là đèn halogen. Cái đèn của xe nó hơi nhỏ một chút coi nhá, hơi nhỏ một chút. Thì bản này nó cũng chính là bản một đầu. Đấy, và cái cốp sau thì cái nắp cốp nó được tích hợp với một cái phím bấm một chạm mà cực kỳ là dễ luôn. Đấy, cho các bác nhìn này, tất cả những cái chi tiết như là đinh tán này. Đấy, rất là đẹp. Máng nước thì cực kỳ là trong cả hai bên. Ốc ác thì còn nguyên si nha các bác nhá. Tất cả những con ốc bản lề cũng như là trên phần nắp cốp này. Đấy, đinh tán nó nguyên này các bác này. Xe bao các bác không đâm đụng, không ngập nước luôn. Đấy, bao luôn. Đây, ở bên trong một cái khoang cốp thì cũng nhỏ gọn này, tương đối thôi. Đấy, để được một chút đồ, cộng thêm với vẫn để được thêm một quả lốp sơ cua. Đấy, và cái tấm thảm này, cái tấm thảm nỉ này thì nó cũng cực kỳ là sạch rồi các bác nhá. Với lại tất cả những cái chi tiết trên ốp này, ốp nhựa trên cái phần thân xe thì các bác có thể nhìn thấy là nó rất đều đẹp luôn. Hầu như là không thấy một vết xước, bất kỳ một vết xước nào. Đấy, có quả lốp sơ cua đây. Và chất lượng cái sàn xe thực sự rất là tuyệt vời. Đấy, các bác nhìn thấy này, chất lượng sàn xe cực kỳ tuyệt vời các bác nhá. Không hề mục mọt một chút nào. Con này gầm bệ cũng cực kỳ chắc luôn. Đấy, gầm bệ chắc, sáng choang, không mục mọt này. Các bác này, đấy, gầm không mục nhá. Đấy, gầm không mục luôn. Và tất cả những cái chi tiết bên trong của xe, phần xương xe như là cột kèo này, cộng thêm với lại răng các bác nhá, những thanh răng đấy còn nguyên si. Và các bác có thể kiểm tra, tất nhiên rồi, các bác có thể kiểm tra và check thoải mái xe nhá. Cái phần đâm đụng của xe thì kiểm tra nó cũng dễ dàng thôi. Với lại những cái đường keo chỉ này đấy, trước hết là những cái đường keo chỉ này, toàn bộ trên cánh cửa nguyên si đây các bác nhá. Keo chỉ zin 2010 sử dụng đến giờ mà keo chỉ nó còn được đẹp như này thì quả thực là kiếm được những cái con xe chất như này nó rất là khó. Đấy, đinh tán này, cộng thêm với ốc trên cánh cửa này, với ốc bản lề nhá. Đây, tất cả những con ốc này đều chưa ra. Táp ly thì còn sần nguyên. Này, có nhìn này. Đấy, táp ly trên cánh cửa sần nguyên luôn. Bệ để tay nữa này, không hề mòn vẹt một chút nào. Thậm chí là đến cả những cái chi tiết như là ở những cái phím bấm này, đấy, phím bấm chỉnh gương, chỉnh kính này, tất cả nhá, nó đều còn rất là đẹp. Cái móc ở cửa trong này thì được bọc mạ chrome rồi. Đằng sau sẽ trang bị cái hàng ghế băng, tất cả là ghế da. Đấy, ghế da. Và cái ghế này thì các bác có thể chỉnh gập xuống các bác nhá. Đây, các bác có thể chỉnh gập xuống này khi mà các bác cần. Đấy, khi mà các bác cần thì các bác có thể chỉnh gập 50-50. Nếu mà trong trường hợp các bác cần chở đồ nhá, thì khi gập xuống thì nó sẽ thông ngay ra cái khoang cốp sau của xe này. Đây các bác này. Đấy, thậm chí là mình có thể móc tay ra mình lấy đồ thoải mái. Bên trên này cũng là một cái bệ thôi. Đấy, một cái bệ thì cái bệ này các bác tốt nhất là các bác nên để những cái đồ vật gọn nhẹ thôi các bác nhá. Đấy, mình không ưu tiên để đồ vào đây. Đấy, bởi vì nó chỉ là một cái bệ thôi. Đấy, hàng ghế băng này ngồi ba vị trí thoải mái. Và bên trên có những cái tấm đệm này đỡ đầu cho các bác rồi. Đấy, sàn thì cũng sạch sẽ. Đây, sàn cực kỳ sạch luôn các bác nhá. Cực kỳ sạch. Với hai lớp bên dưới thì nó là một lớp da.
Đấy, một lớp da thêu này và bên trên nó là một cái lớp mà thảm lông. Đấy, một cái lớp thảm lông vệ sinh thì nó cực kỳ là dễ, bởi vì cái lớp thảm lông này thì cũng nói luôn với các bác là công dụng của nó phần lớn nó là giữ lại những cái phần bụi bặm của xe, nó sẽ không bị trôi ra ngoài nhá. Và các bác tháo ra, các bác tháo ra thì vệ sinh nó rất dễ dàng, mình xịt nước thôi là nó bay hết rồi. Đấy, keo chỉ trên cánh cửa trước này, phần ghế tài đây cho các bác nhìn này, tất cả đều là keo chỉ zin nhá. Đây đấy, tất cả đều keo chỉ zin. Đấy, và đinh tán còn nguyên si này. Đấy, nếu mà đâm thì những cái keo chỉ này nó sẽ bị mất. Tuy nhiên thì con xe này, những cái keo chỉ của xe đấy, tất cả đều zin nguyên và không mất một phần nào, rất là đẹp. Đấy, ốc cánh cửa này cộng thêm với ốc bản lề, đấy, toàn bộ zin luôn và chưa có dấu hiệu ra. Đây coi nhá, tất cả đều là ốc zin, ốc bản lề của cánh cửa xe. Đấy, và phần ghế tài thì cũng vậy. Đây, tất cả những cái chi tiết trên phần táp ly xe này, đấy, còn sần nguyên và hầu như là ở xe nó không hề bong chóc, không hề bị xước sát một chút nào về kể cả là những chi tiết bên trong nội thất. Đấy, tablo sần này, sần như này cơ, sần như này còn gì nữa. Đấy, thảm lót sàn đầy đủ này. Và hàng ghế trước thì nó vẫn là những cái hàng ghế da có lớp chỉ thêu 3D ốp đây này. Đấy, có lớp chỉ thêu 3D các bác nhá. Vô lăng thì được bọc da rồi. Đấy. Và con xe này nó cũng trang bị sẵn cho các bác một cái màn hình Android. Đây, một cái màn hình Android hiển thị đa phương tiện ở vị trí trung tâm. Đấy, và trên cái mẫu xe này thì nó có tích hợp một cái túi khí an toàn này các bác này. Đấy, một cái túi khí an toàn dành cho vị trí ghế tải nhá. Đấy, điều hòa của xe thì nó là điều hòa cơ và bên dưới là hai cái cổng sạc điện 12V. Đây này, hai cái cổng sạc điện 12V đầy đủ cho các bác. Và ở bệ này thì nó có thêm một cái hộc để cốc nước nữa nhá. Đấy, vô lăng củ số đen. Trần thì con xe này nó đã được bọc trần da rồi. Đấy, vệ sinh cực kỳ dễ dàng. Máy đại chất luôn các bác nhá. Máy đại chất luôn với khối động cơ chỉ có 1.1 thôi. Ăn xăng thì có thể liệt vào cái hàng là gần như là rẻ nhất trong những cái con xe cùng phân khúc rồi. Đấy, gần như là rẻ nhất trong những con xe cùng phân khúc nhá. Đằng trước thì trang bị cái bộ đèn pha halogen, bên dưới thì có đèn gầm đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, biển số 34 Hải Dương màu xanh ngọc đẹp. Đấy, con xe này thì hiện tại bên em đang chào bán gửi tới quý cô anh chị với mức giá là 155 triệu đồng thôi. Và vẫn còn bớt các bác nhá, vẫn còn bớt cho tất cả quý cô anh chị khi yêu xe. Đấy, nếu các bác đang quan tâm, cảm thấy hợp với em nó thì hãy nhấc điện thoại lên alo ngay cho em qua số hotline là 0984883980 để được hỗ trợ tư vấn cũng như đặt lịch xem xe trực tiếp các bác nhá. Và bây giờ thì video của em xin được phép tạm dừng thời lượng ở đây. Phần máy móc và chất lượng xe như nào thì có lẽ sẽ mời các bác đến trực tiếp trải nghiệm bên em. Có địa chỉ là Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, cạnh ngay đối diện với cổng trường Đại học Hải Dương các bác nhé. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại quý cô anh chị vào những video tiếp theo.